kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài giải bàn cờ thế u phân do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau một bàn cờ thế u phân Đức Phật Thầy Tây An tái lâm trần mượn xác ông Ba Nguyễn Văn Thới 1866 đến 1926 viết bộ sấm kim cổ kỳ quan năm 1915, đã tiên tri bàn cờ thế u phân như sau. Khổ hạ nguồn bẩm lại cà lì. Coi thân cực sướng nỗi gì cho thân. Tây chưa mãn tới việc u phân. Ngồi buồn thấy khổ muôn dân não nề. Lương kế thánh nhân trí kế hề. Ngậm ngủi Nam Việt nặng nề lao thân. Trích trong quyển Kim Cổ Kỳ Quan Trang 30 trên 60, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Cụm từ U Phân, chữ U là Mỹ ám chỉ Mỹ, chữ Phân là phân chia đất nước Việt Nam ra làm hai miền Nam Bắc. Sau năm 1954, toàn dân Việt chờ tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo nội dung Hiệp định Geneva. Nhưng ngày 12 tháng 12 năm 1955, Đại sứ Trần Văn Trương đại diện chính phủ Ngô Đình Diệm tuyên bố ở Mỹ sẽ không có tổng tuyển cử ở Việt Nam. Hiệp định Geneva không bắt buộc, tránh phủ Mỹ ủng hộ lập trường này. Cầu sấm tiên tri rất là chính xác, Tây chưa mãn tới việc u phân. Mỹ ủng hộ giải pháp không tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Mỹ quyết định phân chia Việt Nam vĩnh viễn. Tây chưa mãn tới việc u phân. Ngồi buồn thấy khổ muôn dân não nề. Vậy toàn dân Việt muốn thống nhất Giang Sơn giành độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Phải phá bàn cờ thế u phân bằng cách nào? Hai, Phá bàn cờ thế u phân. Đức Phật Thầy lại tái lâm trần mượn xác Bồ Tát Thanh Sĩ, viết những dòng sấm phá bàn cờ thế u phân như sau. Nước Việt do dân Việt chủ quyền. Khó ai chi phối giống dòng tiên. Trung quỳ yêu nước hơn tư tưởng. Nam Bắc cuối cùng một mái hiên. Ngày 30 tháng 8 năm 1968, Bồ Tát Thanh Sĩ viết lời tiên tri về cuộc chiến chống giặc Mỹ phá bàn cờ thế u phân bằng bốn câu thơ thất ngôn thiêng liêng nội dung ngài báo trước rằng nước việt cuối cùng chắc chắn sẽ giành được độc lập thống nhất trong cơn quốc biến toàn dân việt đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết gạt bỏ những dị biệt tư tưởng duy vật duy tâm phật giáo công giáo trung quỳ yêu nước hơn tư tưởng tất cả mọi người dân việt đoàn kết thành một khối vững chắc đập tan kẻ thù xâm lược tây mỹ tàu những lời tiên tri này như một thông điệp thiêng liêng kêu gọi toàn dân việt yêu nước chống âm mưu chia rẽ u phân và bằng bất cứ giá nào cũng phải quyết trí thống nhất nước nhà, Nam Bắc cuối cùng một mái hiên. Trên đây là những dòng sấm tiền bối tiên tri dân Việt phá bàn cờ thế u phân chống Mỹ và thắng Mỹ. Và sau đây là những dòng sấm tiên tri dân Việt chống phá giặc tàu xâm lược. Kỳ dậu trước thầy ra độ đời. Giáo dân bá tánh không lời nào nghe. Tới hội này thấy việc bể ghe. Khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ. Kiểng Long Châu sau có hai hồ. Trời xanh giúp vững cơ đồ hớn bang trốn màn loan rất điệp chẳng an. Tưởng thôi áo não trung cang tâm tình. Việc trước lo lo trước một mình. Nhìn sau ít kẻ nhất tình lo âu. Giếng bồi cạn trí dốc đào sâu. Thả trà như cá để sau độ ngày. Châu của chẹt An Nam bắt cày. Sao? Khỏi siêu khỏi thuế khỏi giày lao đào. Trích trong quyền kim cổ kỳ quan trang 17 trên 33 do ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình. Thuật ngữ châu ám chỉ bộ máy quốc phòng quân đội sức mạnh gây ra chiến tranh. Thuật ngữ bắt cày có cái lý đặc biệt là phải gây ra chiến tranh, dùng bộ máy quân đội châu đánh nhau. Nghĩa là vì vị trí địa chánh trị của Việt Nam trên biển Đông, nước tàu và các cường quốc sẽ đối đầu một mất một còn. Nước tàu triệt phải gây ra chiến tranh bắt cày. Vì các cường quốc và tàu tranh giành vị trí địa chánh trị vùng biển Thái Bình Dương có trữ lượng dầu khí quá lớn, đồng thời biển Đông cũng là con đường thông thương quan trọng nhất vùng ấn độ Thái Bình Dương việt nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn biển đông nên các cường quốc và tàu đều muốn giành giựt phải gây ra chiến tranh tận thế chết bảy còn ba vì thiên cơ bất khả lộ nên ông ba thới không nói thẳng phải dương đông kích tây nói cái này để ám chỉ cái kia phải dụng phương tiện nói mẹo quanh co bóng gió bằng thuật ngữ thiên cơ là bể ghe cầu sấm tới hội này thấy việc bể ghe cụm từ bể ghe ám chỉ bể bình tức là ám chỉ tập cận bình chủ tịch giặc tàu chết khi trận biển đông bùng nổ Đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể tàu nghĩa là ám chỉ nước tàu tiêu vong khi Mỹ và đồng minh đánh bằng vũ khí nguyên tử trong trận Á Đông. Cầu sấm, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, cụm từ trồng tre đương bổ, nghĩa là người nông dân ngày xưa lo xa, trước khi gieo mạ cấy lúa thì phải sớm lo trồng tre đương bổ để vựa lúa, cũng như người đạo phải lo xa, phải gấp tu hành ăn chay, niệm Phật, làm lành, phải lo xa tích chữ phước đức mới kịp bộ máy thiên cơ tận thế hội Long Hoa. Vậy khi nào thấy sắp xảy ra sự cố bể ghe thì bá tánh hãy mau gấp rút tu hành trường Phước Đức mới mong sống sót qua màn sang lọc kỳ này. Tới hội này thấy việc bể ghe. Khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ. Quyển sấm giảng rằm tháng 10 viết năm 1958 ở Tokyo. Ngài thanh sĩ tiên tri trong trận chiến Biển Đông. Lãnh tụ giặc tàu tập cận bình chết như sau. Mẹ lấy con. Chỉ bao lẽ đó. Con dáng suy cho rõ mà hành. Cuộc thế gian như sợi chỉ mảnh hãy liệu gấp chớ nên chậm trễ. Mẹ đấy con, chén kia khi bể, dù khéo tay không thể gắn liền. Họa đến rồi niệm Phật sao yên, lùi hơn sự tiến lên là khổ. Mẹ đấy con, vắng người trên lộ, trong nhà không kẻ ở điều hưu, sợ người như gà nọ sợ diều. Cảnh ấy sẽ còn nhiều chưa hết. Mẹ đấy con, nếu là phải chết, nên chết cho dạng tiết con người. Thiên cơ bất khả lậu, vì vậy, chư vị tiền bối viết sấm phải dùng thuật ngữ nói mẹo bóng gió dương đông kích tây, ý tại ngôn ngoại, nói cái này ám chỉ cái kia. Câu sấm viết mẹ đấy con, chén kia khi bể, giáp chữ chén vào chữ bể, ta sẽ có cụm từ thiên cơ chén bể ám chỉ bình bể tức là ám chỉ tập cận bình chủ tịch Trung Quốc chết. Qua đoạn sấm trên, Bồ Tát Thanh Sĩ khuyên chủ tịch nước Trung Quốc tập cận bình hãy lùi lại, tiến chậm, không nên tiến nhanh bằng con đường Trung Quốc mộng chiếm ngôi vị bá chủ hoàn cầu nếu Tập Cận Bình ngoan cố tiến nhanh, chắc chắn lãnh hậu quả Bắc Kinh bị xóa sổ và chắc chắn xảy ra sự cố chén bể. Khi sự cố chén bể xảy ra rồi, không tài nào hàn gắn lại được dù khéo tay không thể gắn liền, chết như thế sẽ nhơ danh ngàn đời. Sydney, ngày 13 tháng 07 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.